Xin chào tất cả các bạn, mình là Quỳnh, mình đến từ Quỳnh Hà Computer. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một pan của Meizu H61 ME version 2.05. Hiện tượng là kích nguồn thì có lượng kích nguồn thì quạt quay vài vòng rồi tắt, hiện tượng như gọi là kích cúp đấy, và khi mà kích lại thì sẽ không kích lại được nữa, phải tắt nguồn đi và xả hết điện thì mới kích lại được. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi đo đạc. Theo kinh nghiệm của mình ấy, khi mà nó kích cúp ấy, áp đầu tiên mình đo sẽ là áp V core. Áp V core là áp cấp cho CPU hoạt động. Thì đối với bên này mình sẽ đo luôn áp V core. AV core chưa có mình sẽ đánh ngược lại. Tiếp theo là áp VCC SA. Áp VCC SA cũng chưa có. Tiếp theo là áp 1.8 PCH. 1.8 PCH thì đã có rồi. Đó, 1.05 PCH hiện tại bây giờ giảm xuống còn 0.4. Trước tiên mình ví dụ đối với con này bây giờ nó đang bị mất nguồn VCC SA này, 1.5 PCH giảm xuống còn 0.4 PCH này. Nguồn VCC SA VCC SA. Con này nó có bot view, vì thế nó sẽ hỗ trợ mình sửa chữa tốt hơn. Mình sẽ vào bot view mình kiểm tra chân G của MOSFET tạo ra nguồn xem có áp chưa. Chân G đang mất áp này, chân G mất áp thì con này nó sẽ, chân G này sẽ ăn vào chân da của IC, LM324 ăn vào chân 7, chân da của LM chân 7 ăn da của LM324 sẽ cấp áp cho chân G. Mình đo trực tiếp chân 7 luôn. Này rất chỉ là khó chịu, phải xả hết nguồn đi thì mình kích được. Nó chân 7 này. Chân 7 cũng mất áp luôn. Con nào mà 324 thực chất là một con IC so sánh.
Khi mà chân 7 mất áp thì mình sẽ đo đến chân 5. Cái này là kiến thức cơ bản. Nếu mà các bạn mà muốn tìm hiểu thêm thì các bạn vui lòng nên Google search tìm hiểu về ICLM324. Mình sẽ kiểm tra chân 5. Chân 5 cũng mất áp. Chân 5 sẽ được treo áp bởi một con trường nhí. Con trường nhí này đây. Con này cũng mất áp. Như vậy trong trường hợp này là đang mất áp ở chân 5 là M324 dẫn đến chân 7 mất áp. Đó, trên VCC là đã có áp. Tiếp theo do nguồn 1.05 VCH đang mất. À, đang giảm. Cho nên men vẫn đang kích thúc. Giảm còn 0.4 này. A 0.4. Tương tự như con kia mình sẽ kiểm tra tại chân G xem là áp như nào. Chân G đây cũng đang mất áp. Chân G mất áp thì mình đánh ngược lại. Con này thì áp ra sẽ là chân 1. Chân 1 của là 324 sẽ cung cấp áp cho chân G của 1 phép tạo ra nguồn 1.05 VCH. Tương tự như con kia, chân G cũng được treo áp. À, chân 1 cũng được treo áp bởi một 1 phép. Ý. Xin lỗi các bạn. À, con này là chân 3 nhá.
chân 3 sẽ được treo áp bởi một mốt phép. Giờ là chân 3 này, chân 3 đang mất áp này. Đó, bạn nhìn này, áp đã đủ 1.05 PCH và main đã đang đòi jam. Bạn có thể nhìn main đã mắc cốt, cốt này đã lên hình rồi. Đây thì các bạn, main của mình đã xuất hình. Vâng, xin chào và hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo.